Các bạn thân mến, đây là cái đĩa gốc nhạc Richard Glassman nhé. Tỉa Bino rất là hay nhé. Đĩa này đĩa gốc đó nhé. Nó gồm có 21 bài. Nhiều bài hay lắm. Đĩa gốc của nó. Phôi đĩa gốc là phôi này, nhưng mà cái đĩa gốc của cái này, phôi cái này phôi gốc ha. Này là volume 2. Đó. Nhà volume 1 đang phát trong đầu đĩa CD. Đó. Volume 1 đây nét lại. Đang phát từ cái đầu CD Sony 228 SD này. Phát lên thâu lên cái băng cối. Đây, đang thâu lên băng cối. Đây. Đang thâu được các bạn nhé. Rec 2 kênh. Đang thâu lên tốc độ là 1/2 băng 7 4 track. Thâu từ đĩa CD gốc lên các bạn. Đó, các bạn có nhu cầu sở hữu cái cuốn băng cối này thì liên lạc ha. Cuốn băng cối này cũng băng cối 7. Thâu cái đĩa CD này là trọn đẹp luôn đấy. Là gồm 21 bài, volume 1 của Richard Glassman. Rồi các bạn có nhu cầu liên lạc. Cảm ơn các bạn.